Ví dụ mình đã cài sẵn sản phẩm rồi, như là thịt bò, mình gõ chữ bò thôi là được rồi. Gõ chữ bò thì nó là thịt bò rồi. Thì khi mình gõ chữ bò thì nó là thịt bò này. Đó. Cái phần mềm mà cái lem mình có thể bọn sẽ quét mã vạch hoặc là mình sẽ gõ bằng tay tìm kiếm. Thì mình gõ bằng tay tìm kiếm thì mình sẽ gõ cái tên gần đúng thì nó hiện lên. Đó. Thì hôm nay mình kiếm thịt, thêm như thịt đi. Thì có hai là thịt bò và thịt heo. Nhưng mà mình không bán thịt heo. Nhưng mình bắt thịt bò không thì mình tìm tên gần đúng nhất chữ bò thôi, ra chữ bò không. Rồi, khi mình gọi chữ bò thì nó hiện lên thịt bò này. Thì đây hiện số ký này. Và đây là hiện cái giá là giá bán này 160 ngàn. Và cái tồn kho hiện tại là 300 kg. Và giá gốc là 130. Rồi mình mua tên xuống, mình enter. Rồi, thì mình enter nó nhảy vô số lượng ký. Mình mua là 2 kg, gõ số 2 vô, mình enter. Thì nó nhảy qua cái đơn giá 160. Thì cái đơn giá 60 này á, là cái đơn giá là mình mặc định mình cài sẵn. Còn nếu như các bạn muốn là chỉnh lại thì mình cứ chỉnh lại bình thường, không muốn bán cái giá 160 mà bán giá khác thì mình gõ vào đây, không mình enter luôn. Đó, thì nó nhảy qua dòng chiết khấu thì mình bán 2 kg có khấu hay không, nó không bỏ qua. Thì cái chỗ này thì này số lượng tồn kho còn 300 kg này, rồi mình enter. Rồi, sẽ bán hàng. Đó. Thì mình chỉ việc tích quẹt quét mã vạch mình bán thôi. Bán. Còn trường hợp chỗ này là mình có thể lưu khách hàng thì không lưu tùy mình. Trường hợp nếu như khách hàng bán lẻ thì mình còn lưu, thì vô bán hàng xong mình bấm nút thanh toán thôi là xong rồi. Thanh toán. Thì thanh toán này hiện lên đây. Thì có những trường hợp này như là tiền mặt hay là mình gọi tiền mặt qua đây. Còn chứng khoản vào đây. Còn công nợ thì nợ vào đây. Còn đồng ý in hay không, hoặc đồng ý in thì in. Còn không đồng ý, không in thì không in. Ví dụ không in nghĩa là mình tiết kiệm, khách hàng không cần lấy hóa đơn thì mình không in, còn khách hàng đồng ý hóa đơn thì mình đồng ý ra. Còn trường hợp này là mình nếu chỉ còn chứng khoản thì mình sẽ trả chứng khoản vào đây, thì mình thanh toán thì là ra chứng khoản. Thì trong cái trả tiền mặt và chứng khoản là sao, có nghĩa là khi mình tính tiền thì để người ta biết được trong ngày hôm đó mình thu tiền mặt là bao nhiêu, trong tài khoản chuyển vô điện thoại là mình xem là bao nhiêu và nợ bao nhiêu, thì mình cần cái số này. Còn trường hợp nếu như người ta tiền mặt mình gặp trả đủ thì trả này, anh bấm trả đủ xong mình bấm đồng ý, mình bấm heo và chữ heo thôi, muốn tên xuống mình enter. Rồi thì nó hiện lên là đặt bao nhiêu ký, như là 5 kg, rồi bán giá 90 ngàn luôn, đúng rồi. Rồi tồn kho hiện tại là 200 kg này, mình enter. Enter tiếp tục gà. Rồi thì gà này, thì gà hiện tại là bán giá 120 ngàn, bằng tồn là 100 kg này. Tôi xuống enter. Rồi, cứ mua 3 kg đi, đặt 3 kg luôn. Đó, người ta đặt là 5 kg thịt heo và 3 kg gà, rồi mình sẽ gõ tên khách hàng vào đây. Nếu khách hàng mình đã có tên sẵn thì mình gõ nó hiện lên. Còn nếu mình gõ mình số điện thoại hoặc cái tên mình không hiện lên, nghĩa là khách hàng mới hoàn toàn. Mình gõ 09 09 ba đi. Đó, mình gõ tên anh Thành đi. Anh Thành đi, rồi địa chỉ đi Bình Dương đi. À, lúc này nếu khách hàng đặt hàng đúng không, thì mình không phải là thanh toán, mình bấm nút lưu đặt hàng này. À, lưu đặt hàng. À, nó hỏi có in hóa đơn hay không, in hóa đơn nào thì mình in hóa đơn mình lưu bò. Rồi tiếp tục khách hàng là thịt bò tiếp, đặt 10 kg đi, enter. Rồi tiếp tục gà, đặt 5 kg tiếp. Rồi tiếp tục heo, mở tên xuống đặt 8 kg đi. Rồi khi mà khách hàng đặt vào mình cũng gọi khách hàng tiếp theo, số điện thoại 09 không gọi, mình gõ nó hiện lên. Nếu mà anh này anh Thành là đặt thì mình sẽ enter luôn, còn mình không phải anh này mình gõ anh khác là 0909 313809. Rồi anh này anh khác là anh ấy là anh tính đi. Rồi địa chỉ là Long An đi. Rồi mình cũng lưu đặt hàng. Đây là hàng. Muốn xem trước thì bấm nút xem trước nè đây. Đó, thì này cái tên cửa hàng này. Đó, đây mình quảng cáo này, chi cũng có thực phẩm gì đó này. Đó, số đơn thứ hai này, anh tính này, điện thoại này, địa chỉ này. Hóa đơn anh này này, có hóa đơn này. Đặc biệt là vấn đề là hóa đơn này. À, các anh nào lần đầu tiên này anh tính này, điện thoại này, đầu tiên là anh chưa mua hóa đơn nào. Đó, thấy không? Là hóa đơn khách hàng là không này. Hóa đơn bán hàng ngày hôm nay là bán hóa đơn thứ hai. Bán cho anh này là mình bán cho khách hàng thứ hai. Nhưng mà các anh này là anh chưa mua hóa đơn nào, là anh hóa đơn khách hàng là không. Nếu mà anh đó cái anh này đã mua bao nhiêu hóa đơn rồi thì nó hiện lên đây. Đó, mình sẽ sau rồi mình sẽ cũng lưu được hàng rồi bỏ qua. Mình cũng gõ tiếp tục gà,
Nếu mình gọi nhiều khách hàng để mình như thế các bạn thôi, đạt 6 kg đi. Đó. Nhưng mà anh này, nếu như anh này là ảnh khách khách mà không bán cái giá 120, mình bán giá 110 thôi. Mình góp 110 đó, tiếp tục mình sẽ heo. Enter. Thì hiện nay này. Thế còn tồn số tiền số lượng tồn 200 kg này. Enter. Rồi anh mua 15 kg. Mình không bán giá 90, mình bán giá 85. Còn 85 thôi. Bình thường nè, mình sẽ gõ vào ra anh ta. Rồi tiếp tục như vậy bò. Rồi một tên số enter. Bò mua 13 kg. Nhưng giá mình không bán cái giá là 160, mình bán giá 155. Mình gõ vào luôn, rất đơn giản. Rồi mình enter. Rồi, xong mình cũng đưa khách hàng này như 0909 0933 chị Thúy đi. Địa chỉ là Sài Gòn. À, nó mình sẽ lưu nhiều khách hàng như vậy. Rồi. Cũng muốn in trước thì xem trước. Đúng chưa? Kiểm tra đúng chưa? Đó. Đó. Chị này cũng chưa mua hóa đơn nào này. Đó. Đó. Số hóa đơn thứ hai. Tiếp tục như vậy vậy. Rồi mình sẽ cũng lưu được hàng này. Lưu được hàng. Là ví dụ như mình tất cả mình bán hàng là nãy mình bán một khách hàng là một khách hàng bán lẻ rồi ba khách hàng đặt hàng, bây giờ mình tiếp một khách hàng tới mua nhưng mà tới cửa hàng mua rồi tiếp tục mình cũng gà mua tên chút enter mua 3 kg rồi heo enter rồi mua 5 kg rồi cũng tiếp tục như vậy khách hàng mua là bò mua tên xuống mua 5 kg nữa rồi thấy không? Rồi bây giờ khách hàng này á là gõ tên 7975 là chưa có khách hàng này chưa có khách số này 788 409 anh Tiến anh Tiến ai Bình Dương anh này bây giờ ảnh muốn xem trước thì xem trước đây nghĩa là hóa đơn mình chưa thanh toán hóa đơn nào là hóa đơn thứ hai này rồi anh này chưa mua luôn rồi mình sẽ cũng bấm nút thanh toán là 1.610.000 1.610.000 đúng không thì lúc mà anh này ảnh vô ảnh mua hàng nhưng mà ảnh không đủ tiền không đủ tiền thì ảnh sẽ anh không đem tiền mặt mà ảnh sẽ chuyển khoản ảnh chuyển khoản cho đây là 1 triệu anh còn nợ là 610.000 đó vừa trả 1 triệu và vừa nợ lại rồi mình cũng đồng ý luôn thanh toán 10.000 đó rất là đơn giản tôi qua tiếp này gà đi anh mua 3 kg đi rồi mình in view thử này anh Tiến có anh Tiến vô bỏ số 0975 là ra anh Tiến này đây anh Tiến này rồi mình in view trước xem. Thì các anh khách này này anh Tuyến này anh đã mua một hóa đơn rồi và hóa đơn mình bán hóa đơn đây là khách hàng thứ ba này và anh đã mua anh này này hóa đơn khách hàng là mình có hai hóa đơn ngang hóa đơn bán hàng là nhảy trên này theo thứ tự tăng dần còn hóa đơn này là hóa đơn khách hàng nghĩa là khách hàng này đã mua bao nhiêu hóa đơn rồi thì nó xuất hiện bao nhiêu hóa đơn thì anh Tuyến là anh đã mua một hóa đơn rồi là mình sẽ biết là à khách hàng này này cái ưu điểm của phần mềm này là à mình sẽ biết là anh này anh đã mua một hóa đơn rồi này à, là hóa đơn này là lần thứ hai à, thì ảnh mua tiếp theo hóa đơn này đó là 360.000 hiện tại ảnh được nợ cũ là 610.000 và tổng là 970.000 à, lúc này mình sẽ bấm nút thanh thanh toán thấy không hiện nợ cũ này là 610.000 này mua mới này là 360.000 đó lúc mình thanh toán thanh toán thanh toán lúc này có trả nợ cũ luôn không đó nếu như chỉ thanh toán cái này không thì thôi nếu trả nợ cũ thì mình bấm nút trả nợ cũ thì nó sẽ trả nợ cũ luôn thì nó trả luôn còn không thì mình công nợ thì mình thoáng công nợ là mình gõ công nợ vào đây và là trả tiền mặt thì mình sẽ vào đây trường hợp này nếu mà anh đem tiền anh 360 ngàn anh không có nợ mà anh kêu thôi giờ tôi không đủ tiền tôi trả tiền mặt là 200 ngàn
Tôi trả, tôi chứng khoản là 160.000. Đó, thì lúc này nó sẽ vô tiền mặt và chứng khoán. Rồi mình sẽ đồng ý được hàng này. Đây là hàng này. Mình xem đó. Thì ngày mai mình có ba cái đơn hàng đi giao là anh Thành, anh Tiến và chị Kiều Thúy. Một địa chỉ là Bình Dương, một địa chỉ Long An và một địa chỉ sẽ Sài Gòn. Đúng không? Bây giờ thì làm sao để mình làm cho nhanh nhất? Rồi, đầu tiên là mình sẽ thống kê cái đơn hàng này ngày nào để cho nhân viên vào lấy hàng ở đây. Rồi mình sẽ chọn lúc lúc này, lúc chọn chọn tất cả các đơn hàng này. Rồi mình sẽ thống kê số lượng, thống kê số lượng. Đó, thì thống kê số lượng tất cả. Thì hôm nay nên là gà, ngày mai đi giao là 14 kg. Thịt bò là 23 kg và thịt heo là 28 kg. Rồi mình in cái file ra. In file ra hoặc là xuất Excel. In file. In cái file ra. À, thống kê đặt hàng. À, ngày 13 tháng 4 năm 23. Đây, gà là 14 kg. Thịt bò 23 kg, thịt heo 28 kg. Thì mình in cái đơn hàng ra thì đưa nhân viên nó vô. Đây. Hoặc là mình xuất Excel. Xuất Excel. Đây. Đơn giản bảng kê số lượng đặt hàng. Đó, những số lượng nào? Tổng số lượng là 65. Đó, thịt gà, thịt bò, thịt heo. Rồi mình in ra cũng xong, còn gửi mail người ta xong. Đó, rồi. Mình thống kê cái đơn hàng, thống kê số lượng cho nhân viên lấy hàng xong. Rồi mình tiếp theo mục thứ hai là mình in cái danh sách ra đưa cho tài xế đi giao. Đó. Tài xế nào ở Bình Dương thì giao Bình Dương, tài xế nào ở Long An thì Long An, mình xế nào thì còn là quạt mình in in danh sách khách hàng. Đây mình bấm vô in danh sách hàng, đó là thống kê số lượng, là mình thống kê số lượng là mình in ra cái số lượng đưa nhân viên vô kho lấy hàng. Rồi rồi sau đó giờ mình in danh sách, rồi mình vô in danh sách. Đây, danh sách đây. Đây, hỏi thứ một anh Thành, số điện thoại, địa chỉ, số tiền. Rồi thứ hai anh Tính, điện thoại, địa chỉ, số tiền. Rồi thì in cái danh sách là ra, thì mình chỉ đưa cho bên tài xế để thấy cái việc là cầm cái danh sách này đi đi giao hàng. Rồi đi giao hàng về xong, đúng không? Đi giao hàng về thì khách hàng nào nợ, khách hàng nào tiền mặt thì có tờ giấy đó đưa cho người khách hàng ký vào, thì lúc đó đưa về kế toán về việc vô đơn đặt hàng. Rồi chọn anh với khách hàng, anh chọn anh này, rồi mình sẽ hoàn thành đơn, hoàn thành đơn. Đó. Nếu như anh này là anh Thành này ảnh trả tiền mặt thì mình bấm thanh toán và trả đủ và đồng ý. Xong rồi hậu đơn tiếp tục cũng đơn đặt hàng, anh Tính này vô chọn anh này, rồi mình cũng hoàn thành đơn. Anh này ảnh không trả tiền mặt mà ảnh chứng khoán thì mình cũng vô thanh toán này, mình vô trả chứng khoản, mình đồng ý theo cũng như là hàng tiếp. Mình sẽ hoàn thành đơn anh này như thế này. Đó. Chỉ là chỉ không có tiền mặt mà chỉ không chứng khoản mà chỉ nợ thì mình thanh toán này, mình vô mình thanh toán là nó tự động nợ. À, thanh toán là nó sẽ tự động rất là nhanh. Rồi mình bán hàng xong rồi, xong xuôi hết thì tân em thấy này, hôm nay mình thu tiền mặt là 5.410.000, nợ là 4.560.000 đồng. Rồi mình vô cáo mình xem này, báo cáo bán hàng. Đó, mình xem doanh thu theo đơn hàng. Đây, hôm nay mình bán mà hóa đơn, một hóa đơn bán lẻ này. Anh Tuyến này, một hóa đơn này là nợ này, đã trả một hóa đơn tức là trả 1 triệu còn nợ 600. Anh Tuyến thứ hai là một hóa đơn là tiền mặt, là trả tiền mặt 200, rất các khách hàng làm xét mình người quản lý rất rõ ràng này. Thứ nhất là hóa đơn bán lẻ là tiền mặt. Hóa thứ hai anh Tuyến là 1.610.000. Trong khi đó anh chứng khoản là 1 triệu và ảnh nợ là 610.000. Đơn hàng thứ hai của ảnh là 306, ảnh tiền trả tiền mặt là 200.000, anh chứng khoản là 160.000. Anh Thành anh trả tiền mặt luôn là 810.000. Tiếp tục anh Tính anh sẽ nợ chứng khoản luôn là 2.920.000 đồng và chịu thuế này 3.950.000 là nợ. Đó, bắt rõ ràng mình nhìn cái vô cái danh sách hóa đơn bán hàng, mình thấy rõ là anh nào đưa bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu chứng khoán, bao nhiêu và còn nợ rất rõ ràng. Rồi
tiếp được chi tiết bán hàng đây, chi tiết mặt hàng đã bán, click vô đây. Đó, thì mình liệt kê ra là hôm nay này những khách hàng nào mua những cái gì, đó, những cái món gì, rất rõ ràng, đó, rõ ràng thấy không? Còn cái chi tiết mặt hàng đã bán không cần khách hàng này, đây, hôm nay bán thịt gà được 20 kg, thịt bò 30 kg, thịt heo được 33 kg, tổng số tiền là 9.970.000 đồng, đó, rất rõ ràng. Còn muốn biết chi tiết lãi lỗ theo đơn hàng thì đây, doanh thu lãi lỗ theo đơn hàng, đó, đơn thứ nhất bán lẻ mình lời được 600.000, đơn ăn tiếng nhất mình lời được 420.000, đó, đó, rất là rõ ràng, đó, chi tiết lãi lỗ cho theo từng đơn hàng, đó, đơn này 3.950.000, mình sẽ lãi là 880.000, đó là lãi lỗ trên đơn hàng. Rồi bây giờ tiền hóa đơn, còn lãi lỗ theo chi tiết lợi nhuận, chi tiết lợi nhuận. Đó, gà mình bán 6 kg đầu tiên mình lời được 180.000, gà mình bán được 14 kg lời được 580.000. Đó, chi tiết lợi nhuận trên từng sản phẩm đây, nó sẽ có là đơn giá thành tiền, giá vốn, lợi nhuận và tổng lợi nhuận, rất rõ ràng. Đó, các bạn thấy không? Đó là bằng cách bán hàng. Rồi tiếp theo mình sẽ vào cái kho hàng, vô kho hàng, tồn kho. Đây mình xem đây, tồn kho. Đó, hôm nay gà mình còn tồn là 80 kg, thịt heo còn tồn 167 kg và thịt bò còn tồn 270 kg. Đó, gia nhập. Và mình biết hiện tại là số lượng tiền tồn lại trong cửa hàng mình là bao nhiêu, rất rõ ràng. Hôm nay mình sẽ bán được là 67.830.000 đồng và số tiền còn tồn lại là 51.520.000 đồng. Đó, mình sẽ cân đối được là số lượng tồn của từng sản phẩm và số tiền còn tồn lại của cửa hàng mình và bán là bao nhiêu. Đó, đó là cái số lượng tồn theo đơn vị tính. Còn nếu mà xuất nhập tồn mình biết được cái là số lượng nhập của từng sản phẩm, số lượng xuất của từng sản phẩm, còn là số lượng tồn còn lại của từng sản phẩm. Thấy không? Này, nhập này, số lượng nhập này 100 kg này, xuất 20 kg còn tồn 80 kg, thịt bò nhập 300 kg xuất 30 kg còn tồn 270 kg, thịt heo nhập 200 kg xuất 33 kg còn tồn lại 167 kg. Đó, mình kéo qua đây, đó, mình sẽ biết được số lượng tiền còn tồn của từng sản phẩm, đó, rất rõ ràng. Rồi đó là tồn kho, đó, xe bán hàng này, công nợ này, báo cáo bán hàng này, tồn kho. Rồi mình tiếp theo cái vấn đề là công nợ, mình vô công nợ. Rồi mình vô công nợ khách hàng đây, mình xem này, đó, còn hai người nợ này, anh Tuyến còn nợ này bao nhiêu tiền, chị Thuyết nợ bao nhiêu tiền, đó rồi mình bấm nút xem để xem đây. Đây khách hàng nợ này, con nợ này, thấy không? Tổng số tiền là nợ là 5.560.000 đồng, đã thu 1 triệu này, còn lại là nợ 4.560.000 đồng. Đó, còn mình lịch sử, hiện lịch sử xem Tiến này. Đó, mình muốn lít đất vô anh Tiến, mình sẽ lệ công nợ, công nợ khách hàng, muốn xem anh Tiến này anh nợ cái đơn hàng này là những cái gì, lít đất vô đây đây. Đó, thịt gà, thịt heo, thịt bò số lượng bao nhiêu ký, muốn xem là xem cái này đây, thấy không? Đó, ngày 13 tháng 4 năm 2023 anh Tiến sẽ nợ đơn hàng là thịt gà, thịt heo, thịt bò và tổng số tiền bán đã trả bao nhiêu và còn nợ lại báo bao nhiêu. Đó, rất rõ ràng. Mình ra xem, hoặc là mình xem chỉ thấy khách hàng, mình sẽ chọn khách hàng, chọn khách hàng đây, chọn chỉ thấy đây, đây xem chỉ thấy này. Đó, lịch sử chi tiết khách hàng đây. Rồi đó là công nợ. Mình muốn thu công nợ thì mình sẽ nhập tên vào đây, mình thu luôn như đây, muốn thu nợ chữ thúy luôn đây. Đó, chữ thúy này, nợ này 3.900.000, mình bấm nút thu nợ luôn. Đó, trường hợp nếu các bạn thu đủ, thu hết trả tiền đủ thì mình bấm nút lưu không win hoặc lưu win là đậu. Còn nếu người ta trả một ít thì mình tắm vô đây, vô đây trả như 3.900.000, trả 2 triệu. Đây, thế còn nợ lại 1.950.000 mình muốn lưu không quên, lưu quên chứ là xong. Tiếp tục mình gõ lại thì nó sẽ chi phí còn nợ này 1.950.000 đồng. Đó, mình sẽ lại công nợ, công nợ khách hàng, đó chi phí
Mình muốn xem thì xem đây. 3 triệu 950 ngàn, đã trả là 2 triệu, còn nợ lại là 1 triệu 950 ngàn. Đó, thanh toán công nợ rất rõ ràng. Đó là cái công nợ của khách hàng. Rồi, thì mình sẽ thống kê như vậy là vừa bán hàng lẻ, khách hàng thực tế, lưu đơn hàng, đặt hàng, in phiếu giao hàng và thanh toán tiền mặt, chuyển khoản. Rồi mình cũng biết hôm nay báo cáo bán hàng, mình chưa là tiền số tiền mặt này. Thì nếu hôm nay này mình thu được tiền mặt là 1.330.000 đồng, thu được chứng khoản là 4.080.000 đồng và tiền nợ còn lại là 4.560.000 đồng và tổng ngày hôm nay bán được là 9.970.000 đồng. Đó. Đó, thì mình hôm nay mình giới thiệu về cái phần mềm quản lý bán hàng có tồn kho, có báo cáo công nợ, có lưu chi tiết khách hàng, in đơn hàng giao hàng, thống kê đơn hàng, vâng vâng. Đó là rất chi tiết và chặt chẽ cho cái người quản lý về cái chuyên về cái mô hình về quản lý về cái thực phẩm hay là tạp hóa hay là cái cửa hàng bán hàng.